Hello, xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của Michael. Tiếp tục series review hôm nay á, em dẫn mình đi một căn nhà nữa rất là đẹp luôn, có một cái lake view tuyệt vời. Đây anh chị xem này, đó đằng sau em này, cái vòi rất là cao luôn, cái hồ này cực kỳ bự nha anh chị. Đó, thì bây giờ mình vào bên trong để mình xem coi nó có cái gì nhá. Anh chị thấy cái nhà đằng trước nó đẹp không? Hiện tại nó đang bán là 440.000, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi nha anh chị. Và có thêm một cái study room nữa. Đó, nhà này view là năm 2020, tức là nó mới được 2-3 năm tuổi thôi. Chủ nhà họ không có con nít anh chị, nên là bên trong còn rất là mới và sạch đẹp. Vậy nên nó xíu mình vào bên trong mình xem thử coi nó đẹp như thế nào nha anh chị. Và hiện tại thuế ở đây đang đóng là 3.3 và HOA là 1.500 một năm. Thì bây giờ anh chị xem này, tại vì á, cái HOA nó mắc á, là do cái lake ở đây rất là bự, họ phải duy trì cái khu vực này rất là đẹp, sạch đẹp xung quanh, nên là họ lấy cái thuế rất là cao. Là xin lỗi, không phải cái thuế cao mà là cái HOA nó cao nha anh chị. Em quay xung quanh để anh chị xem khu nhà này. Mình đi vào bên trong thì mình sẽ thấy là thẳng cái góc ở đó là cái lake đó anh chị, xin lỗi mình sẽ coi sau ha. Thì trước tiên anh đi vào bên cái phía tay phải này, để cho mình coi. Đây một cái phòng đầu tiên này, một cái cửa sổ rất là rộng, rất là đẹp luôn. Đây anh chị thấy không? Đó. Phòng này, gia đình này á, là họ không có con nhỏ á, nên họ không có sử dụng cái phòng này làm phòng ngủ. Phòng này đáng lẽ là phòng ngủ này anh chị. Đây em quay mình, đây nó có cái tủ quần áo này. Đó anh chị thấy không? Nó có cái tủ quần áo này, nhưng mà họ không có sử dụng làm phòng ngủ, nên là họ để làm trang trí một cái phòng khách vậy đó. Đấy, nhà này nếu mà anh chị thấy là tất cả cái sàn của họ đã thay bằng thảm á, là họ thay vào bằng laminate này, anh chị thấy không, đã upgrade những cái này hết rồi này, tiện cho mình vệ sinh này. Đó, thì hai phòng này nó connect với nhau, có một cái restroom nằm ở giữa đây. À, anh chị thấy không? Rồi xin lỗi mình vào sau. Trước tiên là bên này. Có cái phòng này cũng rộng này. Đó. Để em quay cho anh chị coi, có một cái tủ quần áo ngay bên này. Ôi, đi vào bên trong được luôn này. Wow. Có sẵn cái kệ cho mình rồi. Em đi vào bên trong được luôn này. Đây, còn bên ngoài anh chị sẽ thấy này, nó có một cái giường bên đây phải này. Giường này nó là giường nhỏ thôi, giường phu thôi, không phải giường queen đâu. Phòng này em nghĩ là có thể được giường cả giường king luôn ha anh chị. Nó sẽ hơi chật một xíu nhưng mà vẫn để được. Đó, có cái đèn này hơi tối chứ, nên về mua mình thay cái đèn khác. Tại vì cái phòng đằng trước á, nó có cái cửa sổ rất là rộng nên nó sáng, không cần cái bóng đèn. Nhưng mà cái phòng này có cái cửa sổ khá là nhỏ. Đây này, nằm bên này, đó làm cho cảm giác nó tối hơn, không có tiếp nhận đủ ánh sáng. Đây cái khu vực mình đi vào là cái restroom này, đó anh chị thấy không, là cái restroom này họ đã có upgrade sẵn cho mình rồi này, đây những cái này upgrade sẵn rồi này, đó, anh chị thực sự vượng vào ở luôn thôi. À, họ có trang trí một số những cái khăn này rất là đẹp. Đây, họ có một cái bồn tắm đứng, bồn tắm nằm này. Cái này có một cái điểm anh chị lưu ý nha, mình mua về thì chắc mình phải kiếm cái gì mình cover lại cái chỗ này thôi, chứ nhìn là thấy là cái cửa sổ nhà người ta này. Đó. Đây anh chị thấy đây là cũng xài gạch rồi này. Đó, cái restroom rất là dễ thương cho hai phòng này share với nhau. Ở đây họ có làm sẵn cho mình thiết kế một cái chỗ để mình trang trí này. Mình có thể gắn một cái đèn, nếu mà nó gắn được cái đèn ở đó thì quá tuyệt vời luôn. Mình bỏ một cái đầu đây nó chiếu đèn xuống quá đẹp. Đây, bên tay trái này sẽ có một cái phòng laundry này, để washer và dryer ở ngay đây. Trên này sẽ có cái chỗ kệ để mình để đồ này. Rồi có cái thanh này để mình treo đồ luôn. Washer với dryer là máy giặt hay máy sấy nha anh chị. À. Để mình bên cạnh cái phòng này nó có cái study room.
Anh chị thấy không, phòng cũng rất là sáng, rất là đẹp luôn. Phòng này á anh chị, nếu mà cái nhà này nó sử dụng là 3 phòng ngủ 2 phòng tắm rưỡi á, mà nếu mình muốn biến cái phòng này thành 4 phòng ngủ thì cũng được luôn. Đó, mình chịu khó mình mua một cái cây để đồ quần áo thôi. Đây, ở đây là có một cái cửa sổ, cửa đằng trước bự này, anh chị mình gắn thêm một cái rèm nữa ở đây là biến cái phòng này thành phòng ngủ được luôn. Mình đi vào trong mình sẽ thấy là bên phải này nó có một cái restroom này. Đấy, cái này thì nó không có phòng tắm tại nó là một nở thôi mà, mình có thể sử dụng làm để mình đánh răng buổi sáng vậy đó, mình đi vệ sinh. Đi vào trong mình sẽ thấy là cái khu vực bên tay phải này sẽ là một cái phòng khách view nhìn ra lake này. Bên tay trái là cái bếp của mình này. Anh chị thấy cái bếp em quay anh chị xem là quá trời là bự luôn. Họ để được bốn cái ghế ở đây. Mà bên phải đó mình còn có thêm một cái bàn để mình ăn uống nữa này, tiếp khách này. Tất cả những cái tủ này họ đã có upgrade sẵn cho mình cái tay cầm này này. Anh chị thấy không? Đó. Cái nhà bếp này quá bự luôn á, quá nhiều tủ này để mình có thể để được rất là nhiều đồ. Với lại cái trần này anh chị thấy không, thường á, mấy cái nhà mà nó thấp á thì từ cái tủ cabinet này lên tới trần nó còn khúc là tới rồi, còn đây là một cái khoảng rất là rộng. Đây, bên này sẽ có một cái máy rửa chén ở ngay đây, một cái sink mình rửa chén này, rồi đằng sau này sẽ có cái bếp, có một cái lò nướng ở đây này. Một cái lò nướng này nó quá bự luôn anh chị, và cái lại nó rất là mới luôn á, như là nhà này họ không có con nít anh chị. Họ sử dụng cái nhà này rất là ít luôn, mình mà mua mấy cái nhà này về mình đỡ phải lo nhiều. Đây này, đó. Đằng sau này là họ sử dụng gạch này. Gạch này gạch cơ bản này, anh chị thấy không? Nếu mà gạch này mà nó sáng hơn, nó trắng, nó bóng thì nó sẽ là upgrade. Thì ở ngay ở đằng đó là mình có một cái bàn để mình tiếp khách nhìn ra bên ngoài là cái view lake, anh chị thấy không? Đó, xíu mình ra ngoài đằng sau để em quay cho anh chị nhiều hơn. Mình ở đây khu vực phòng khách này cũng có rất là nhiều cửa sổ, anh chị thấy không? Ở cái này có một cái là cái tivi nó hơi nhỏ, mà được cái nó có cái chỗ này sẵn cho mình này này. Nếu mà mình xài cái chỗ này để mình làm lấy một cái tivi bự hơn nữa, coi rất là đã luôn. Đây, view ra đằng trước này có một cái lake này, anh chị thấy không? Cái nhà này được cái là cái view của nó là ra đúng thẳng cái vòi luôn, anh chị thấy không, cái vòi nước ấy. Đó nên nó rất là đẹp, cửa sổ nó cũng rộng này, quá trời bự luôn. Đó, ngay chỗ dining room này là cũng có cửa sổ nhiều này, anh chị thấy không? Tại vì mục đích ban đầu họ xây cái nhà này lên là nó có cái lake này rồi, nên là họ họ xây cái lake trước, xong rồi họ sẽ mục đích là xây cái nhà này nhiều cửa sổ để mình ngắm cho nó đẹp. Nó sáng này anh chị thấy nguyên cái chỗ này nó năm cái cửa sổ này. Giờ mình đi vào cái phòng master bedroom này. Đó, anh chị thấy ông lại thêm ba cái cửa sổ nữa. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Đó, anh chị thấy không? Sáng dậy ngủ mà thấy cái lake view như thế này là quá đã luôn ha. Cái kính này thì nó sẽ không có đi kèm với lại cái nhà này đâu anh chị, người ta sẽ lấy đi nhé. Em quay để anh chị nắm thông tin. Những cái đồ này cũng vậy, họ sẽ lấy đi hết, họ chỉ để trang trí cho mình thôi. Đó, anh chị thấy không, cái sàn này tất cả nhà này họ đã thay bằng laminate hết rồi này, họ upgrade cái sàn này lên rồi này. Cũng phải mấy nghìn đô đó anh chị ạ. Đấy, mặc dù cái đèn này nó rất là tối nha anh chị, nhưng do cái cửa sổ này nó tiếp thu ánh sáng vào bên trong rất là tốt. Đi vào cái master bedroom restroom này, nó có đây anh chị thấy không, là họ có double sink này. Cái này là họ đã upgrade lên cái đá granite rồi anh chị. Thường á những cái video em quay anh chị sẽ thấy cái chỗ này này, nó sẽ là countertop này, nó sẽ là màu trắng là đá quartz thôi, nhưng đây họ upgrade thành granite rồi này. Nhà này nó upgrade nhiều đó, như em nói đó, đây nữa này, upgrade hết cho mình rồi. Cái kính nó quá trời bự này. Bên phải này sẽ là có cái bồn tắm đứng này,
bồn tắm nằm này, bồn tắm đứng này là họ có sẵn cho mình cái chỗ ngồi luôn rồi. Đó, cái này có thể hai người ngồi được luôn đấy. Ở đây là bên phải có một cái toilet nhỏ này. Bên trong này sẽ là một cái phòng là walk-in closet này. Đó, cũng rất là rộng rãi luôn anh chị ha. Có cái kệ để sẵn cho mình ở đây. Và bây giờ mình đi ra đằng sau mình xem có nó như thế nào nha anh chị. Đây là mình họ xây sẵn cho mình một cái patio này cũng rộng rồi này. Anh chị thấy không, cái vòi ngay ở đó luôn. Mình có thể để một cái bàn ở đây, xong rồi mình để một cái bàn trà đó, sáng mình ra mình ngắm cảnh ngay đằng trước này, quá đẹp luôn đó anh chị thấy không. Cái nhà này của mình đó, nó có một cái là nó ngay cái vòi luôn, mình nhìn ra thấy cái vòi. Còn những cái nhà khác á, đấy anh chị thấy cái góc không, đâu có cái vòi ở đâu, họ chỉ nhìn ra được cái lake thôi chứ không có cái vòi. Đây mình có được cái thẩm mỹ là cái vòi này. Tất cả những nhà đây họ đều có lake view hết này. Đó, họ còn có một cái chỗ đậu thuyền nữa này, anh chị nhìn xa cái chỗ nhà đó đó, đó họ có đầu tư nguyên một cái thuyền luôn á. Tại vì cái lake này rất là bự nha anh chị, họ có thể chạy cái lake này đi hết một cái vòng rất là xa xong quay lại được luôn. Đó, thì cho anh chị nào mà mình mua nhà mà mình thích cái lake view cho con mình, nó muốn chơi những cái hoạt động với nước á, mình có thể mua mấy cái kayaking xong mình ở đây cuối tuần mình chèo với con mình. Để em quay đằng sau anh chị xem này. Đó, nhà này là bốn mặt gạch nha anh chị. Rất là nhiều cửa sổ anh chị thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái cửa sổ. Wow, có một chút là gạch thôi còn toàn bộ lại là cửa sổ hết này. Cái đất ở cái đằng sau này cũng rộng này. Thường mà em quay những cái lake view em biết á, từ đây nó chỉ ra tới đây này. Cái khúc lót đất nó khoảng cỡ 5.500 thôi. Cái nhà này lót đất nó gần 7.000 luôn á. Anh chị thấy thoáng không? Một cái bầu trời không khí mình nhìn ra đây rất là thoáng đãng luôn. Đó thì em quay cái nhà này lên để cho anh chị mình xem coi là với một cái lake view, một cái giá nhà 400 mấy như vậy thì nó có xứng đáng để mình mua hay không. Thì nó rất là tùy vào nhu cầu của mỗi anh chị. Thì trong trường hợp anh chị muốn mua thì hãy liên hệ với em nhé. Sắp tới nó sẽ có một cái căn nhà nữa, nó cũng lake view đẹp y như thế này luôn. Và nó ở cái thành phố là Missouri City. Em sẽ đi quay cho anh chị xem giá nhà bên đó thì nó lại ok hơn, nó chỉ bán là 399.000 thôi. Vậy thì nhớ theo dõi kênh của em, đăng ký kênh, tại vì có một số anh chị á là gọi cho em, tức là biết em sau này gọi cho em kêu là ồ Michael ơi, cái nhà đó ăn thích quá nhưng không biết nó còn không. Thì thường những cái nhà mà good deal em đăng lên cho anh chị xem á là người ta bán rất là nhanh. Vậy nên là nếu anh chị muốn theo dõi em những cái kênh của em á và những cái video mới nhất lên á thì đăng ký kênh. Thì như vậy á, anh chị sẽ không bị bỏ lỡ những cái video và những cái nhà rất là good deal. Đó, em cảm ơn anh chị rất là nhiều nhé. Nếu mà anh chị có câu hỏi gì thì hãy liên hệ với em. Và hẹn anh chị ở những video lần sau.